Để thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, dự kiến đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 là khoảng 3.986 tỷ đồng. Do nhu cầu đầu tư vốn và mang tính dài hạn, việc đa dạng hóa hình thức đầu tư, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, đảm bảo lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư là rất cần thiết. Trên cơ sở đó, kết hợp lồng ghép giữa các nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư và sử dụng nguồn vốn đầu tư ưu tiên bố trí nguồn vốn trung ương cho các dự án trọng điểm đối với nguồn vốn từ ngân sách địa phương tỉnh lào cai cân đối nguồn ngân sách hàng năm để có cơ chế ưu đãi thông qua các hình thức hỗ trợ phù hợp khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có và các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển